Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai Trúng Số độc đắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hôm nay là một trong những chương trình rất đặc biệt. Chúng ta sẽ cùng làm quen với những người chơi cũng rất đặc biệt. Một lát nữa thôi, chúng ta sẽ giao lưu với họ. Còn bây giờ, họ là ai? Liệu họ có là chủ nhân của giải thưởng cao nhất trong đêm hôm nay? Hãy cùng làm quen đối với họ. Người đầu tiên đó chính là bạn Đức Nhã. Người chơi ở vị trí thứ hai đó chính là bạn Minh Trang. Ở vị trí thứ ba đó chính là Thanh Tùng. Những người chơi của chúng tôi, các bạn sẽ phải trải qua 4 vòng thi. Và ở mỗi vòng thi các bạn phải trả lời 10 câu hỏi của chúng tôi. Ở các vòng thì đều có những mốc khác nhau. Ở vòng 1, chúng tôi luôn luôn quy định rằng đó là vòng khởi động, cho nên các bạn hoàn toàn thoải mái về mặt tâm lý, cứ việc bấm chuông mà trả lời. Nếu bấm chuông và trả lời đúng thì mỗi một câu trả lời đúng các bạn sẽ giành về kho bóng của mình một quả bóng. Và một quả bóng đó trị giá tiền mặt là 200.000. Nếu trả lời sai thì những người còn lại vẫn có quyền bấm chuông và trả lời tiếp. Các bạn đã hiểu luật ở vòng 1 chưa? Nếu các bạn đã hiểu luật rồi thì chúng ta cùng bước vào vòng 1 của chương trình. Vòng này sẽ là 10 câu hỏi. Và các bạn hãy đặt tay lên chuông để bấm chuông trả lời. Câu hỏi đầu tiên như sau. Dòng xe Vespa của Ý được lấy tên và mô phỏng từ hình dáng loại côn trùng nào? Con ong. Mời Đức Nhã. Con ong ạ. Con ong. Và có thể nói chính xác, đó chính là con ong bắp cày. Chúc mừng bạn nhé. Bạn chọn cho mình quả bóng đầu tiên. Tôi chọn số 8 ạ. Số 8. Đây có phải là con số phát tài phát lộc không? Vâng, tôi nghĩ thế. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Công trình kiến trúc nào được in trên cờ của đất nước Campuchia? Mời bạn nhé. Đền Angkor Wat ạ. Đó là đáp án không thể sai được. Chúc mừng bạn. Quả bóng thứ hai bạn chọn. Tôi chọn số 6 ạ. Số 6. Tức là bạn lấy cả lộc lẫn phát đấy ạ. Vâng. Ngay từ đầu thì có thể nói là bạn nhã đã có một cách bấm chuông rất tự tin, trả lời rất chính xác và có một cách chơi cũng rất là khác. Hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Cặp răng cửa kéo dài của voi gọi là gì? Mời Đức Nhã. Ngà. Đó là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Ba câu hỏi đầu tiên và tiếp tục lại là bạn Nhã sẽ chọn bóng. Tôi chọn số 44 ạ. 44. Hãy cùng đến với câu hỏi số 4. Phiên chợ nào tại miền Bắc còn gọi là phiên chợ cầu may, được tổ chức vào tối ngày mùng 7 rạng sáng ngày mùng 8? Mời Thanh Tùng. Chợ Viềng. Chợ Viềng, vâng. Rất chính xác. Chúc mừng bạn Thanh Tùng. Tôi chọn số 7. Số 7. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Hạt trân châu trong trà sữa được làm từ bột gì? Mời bạn nhá. Từ bột lọc ạ. Từ bột lọc, chưa chính xác. Mời bạn Trang. Bột năng ạ. Bột năng, chưa chính xác. Mời Thanh Tùng. Thôi tôi chọn tạm bột mì. Bột mì cũng gần đúng rồi. Nhưng mà đáp án của chương trình phải là bột sắn. Như vậy ở trong câu hỏi này thì ba người chơi của chúng tôi đều đưa ra đáp án. Tuy nhiên những đáp án đấy không khớp với đáp án của chương trình. Hãy chuyển đến câu hỏi số 8. Sông Ninh bắt nguồn từ hồ nào? Mời Thanh Tùng. Minh Trang và Đức Nhã có câu trả lời không? Nếu các bạn không trả lời, tôi sẽ cung cấp thông tin cho các bạn. Sông Ninh được bắt nguồn từ Hồ Victoria. Hãy cùng đến với câu hỏi số 7. Trong bài hát Bố là tất cả của nhạc sĩ Thập Nhất thì bố được ví tất cả mấy lần? Nào mời Đức Nhã. 5 lần. 5 lần, hơi ít. Mời Minh Trang. 6 lần ạ. 6 lần, vẫn hơi ít. Thanh Tùng. Đáp án của bạn là gì ạ? 8 lần. Quá nhiều. 7 lần mới là đáp án chính xác của chương trình. Như vậy là cả ba người chơi đều bấm chuông và trả lời rất thoải mái. Tuy nhiên thì cũng không trùng với đáp án của chương trình. Bố là tàu lửa, bố là xe hơi, bố là con ngựa, bố là thuyền nan, bố là sông rộng, bố là bờ đê và bố là phi thuyền. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi số 8. Trong Tứ Linh
Long Ly Quy Phụng hay còn gọi là Long Ly Quy Phượng, thì Phượng ở đây là tên của con trống hay của con mái? Mời bạn nhá. Trượng Phượng là của con mái ạ. Của con mái, chưa chính xác. Mời bạn Trang. Của con trống ạ. Đây là phương pháp loại trừ, và nếu không phải của con mái thì chắc chắn là của con trống, mà không phải của con trống thì chắc chắn là của con mái rồi. Vâng, tại vì người ta vẫn nói là đẹp đôi, mà đôi ở đây là Phụng Loan, thì Phụng thì bao giờ cũng là con trống, mà Loan là con mái, cho nên là Long Ly Quy Phượng hay Long Ly Quy Phụng thì Phụng là con trống. Và bây giờ sẽ là quả bóng đầu tiên mà Minh Trang chọn. Em xin chọn số 13. Số 13. Hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 9 như sau. Điền từ còn thiếu vào ô trống. Chè tam rượu ba chấm. Đức Nhã. Rượu tứ. Vâng, chắc chắn rồi. Bạn có phải là người uống rượu không? Tôi chỉ uống những lúc cần thiết thôi. Nhưng mà tức là bạn đã biết uống rượu đúng không? Vâng, tôi biết từ khi ra Hà Nội học. Và bạn biết rằng uống rượu phải có 4 người đúng không ạ? Vâng, tôi vẫn trong cuộc nhậu thì gần như là cuộc nào cũng có cái câu nói đấy. Chè tam rượu tứ đúng không ạ? Vâng. Bạn Đức Nhã sẽ giành quyền lấy bóng. Chọn số 33. 33. Vâng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 10 ở trong vòng thi này, đó là câu cuối cùng. Loại váy dạ hội được thiết kế ôm ở thân, đuôi dài, được lấy cảm hứng từ nhân vật trong truyện cổ tích nào? Mời bạn Trang. Nhân vật Ariel trong truyện Nàng Tiên Cá. Ariel trong truyện Nàng Tiên Cá. Vâng, đó là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Và bạn lại được quyền lấy bóng rồi đấy. Em muốn số 1. Số 1. Tức là bạn thích cái gì cũng phải bắt đầu từ đầu. Và như vậy là 10 câu hỏi ở vòng đầu tiên cũng đã khép lại. Những người chơi của chúng tôi đều có bóng, nhưng số bóng của họ chắc chắn khác nhau. Chúng ta cùng xem số bóng khác nhau thế nào. Hiện nay thì bạn Thanh Tùng chỉ có 1 quả bóng, bạn Minh Trang đã có 2 quả bóng, và người nhiều bóng nhất là bạn Đức Nhã, bạn đang sở hữu 4 quả bóng. Xin chúc mừng cả 3 người chơi. Và vòng 1 đã khép lại. Dường như những người chơi của chúng tôi chỉ có bạn Đức Nhã là nhiệt tình, còn lại Minh Trang và bạn Thanh Tùng dường như vẫn còn nhập cuộc hơi chậm một chút. Bây giờ là lúc để mọi người tự tin nhập cuộc chỉ có một mình với 10 câu hỏi của chương trình, đó là bước vào vòng 2 của chúng tôi. Vòng 2 này các bạn đứng lên phía trước, không phải bấm chuông, đối diện với 60 giây và 10 câu hỏi. Giờ là lúc mà bạn Thanh Tùng sẽ bước lên phía trước. Bạn Thanh Tùng thân mến, công việc của bạn chính bây giờ đang là gì ạ? Mình là biên tập viên thể thao ở bên báo điện tử Zing.vn. Zing.vn. Và cái công việc này thì khiến cho bạn sẽ phải thức đêm nhiều đúng không ạ? Đúng là như vậy. Và nó có làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tình cảm gia đình của mình? Về tình cảm gia đình thì chắc là không ảnh hưởng, nhưng mà bởi vì vợ tôi thì cũng làm trong nghề báo cho nên cũng rất là thông cảm. Tuy nhiên là cái nghề này thì cũng là một cái ước mơ từ bé, cho nên là mình cũng thấy rất là thoải mái khi mà thứ nhất là người báo, và thứ hai là được theo dõi những cái môn thể thao mà mình ưa thích, và đồng thời cũng được đi rất nhiều nơi để mà gắn bó và tiếp xúc với những cái nhân vật nổi tiếng mà mình cũng rất là hâm mộ. Và trong ngày báo chí cách mạng Việt Nam này thì chúng tôi có mời đến trường quay 3 người chơi, đều là những người làm trong lĩnh vực báo chí và truyền hình. Và nhà báo Nguyễn Thanh Tùng cũng là một trong những người đang cộng tác và làm việc tại báo điện tử Zing.vn. Và bạn Thanh Tùng thân mến, trong suốt cái thời gian bạn đã từng làm báo và bạn đã được đi nhiều, tiếp xúc rất nhiều với những nhân vật nổi tiếng, với những môn thể thao yêu thích, thì có một cái kỷ niệm nào đó khiến cho bạn không thể quên được trong suốt quãng đời mình đã cống hiến đến bây giờ? Tôi thì có rất nhiều chuyến công tác nước ngoài, tuy nhiên là chuyến mà tôi nhớ nhất thì đó là dự cái trận chung kết Euro năm 2008 giữa đội Tây Ban Nha và đội Đức. Thì khi đó thì là tôi ngồi cùng với khu mà của gia đình các cầu thủ Tây Ban Nha, và sau đó thì một loạt các cầu thủ như Iker Casillas hay là Xavi, hầu hết những người mà nổi tiếng nhất, Sergio Ramos, cũng lên trên khu vực khán đài để mà chia vui cùng với gia đình của họ. Thì đúng là chưa bao giờ mình được gần với những cái cầu thủ nổi tiếng đến mức như thế, thậm chí còn có thể được khoác vai để mà chụp ảnh nhá, cho nên là cũng đấy là một trong những kỷ niệm rất là thú vị. Có những cái kỷ niệm nào mà nó làm cho bạn cảm thấy xúc động hoặc là cảm thấy buồn không? Tôi thì cũng gặp nhiều cảnh, ví dụ như là trường hợp của vận động viên Lê Thị Huệ của Thanh Hóa,
thì là ở SEA Games năm 2003, thì khi đó thì tôi cũng theo dõi đội tuyển vật cũng rất là chặt và tôi cũng đã có mối quan hệ rất là thân thiết với nhiều thành viên đội tuyển vật. Thì mà khi mà nghe tin là vận động viên Lê Thị Huệ bị chấn thương ở cổ ấy, và có thể có nguy cơ bị ảnh hưởng đến mạng sống của mình, thì phải nói là đúng là lúc đấy thì trái tim như là thắt lại. Tôi cũng biết vận động viên Lê Thị Huệ này, khi mà cô ấy đang điều trị tại bệnh viện thể thao, lúc ấy thì tôi cũng mổ dây chằng chéo trước và tôi cũng cùng điều trị cùng với cô ấy ở đấy, và tôi cảm thấy là cô ấy rất là vất vả, và có lẽ là cũng có được những cái nhà báo rất có tâm như là Nguyễn Thanh Tùng và rất nhiều những nhà báo khác đã kịp thời đưa tin và đưa những hình ảnh cũng như thông tin của những vận động viên rồi những con người có những cái hoàn cảnh khó khăn để đến với tất cả những độc giả, và từ đó chúng ta có cái sự cộng hưởng cũng như sự chia sẻ của tất cả những nhà hảo tâm trên khắp đất nước để họ vơi đi cái nỗi đau của họ. Chúc cho nhà báo Nguyễn Thanh Tùng là lúc nào cũng có sức khỏe dồi dào và đi đến tất cả những nơi mà có thể viết lên những bài báo, những trang báo và đưa tới độc giả những hình ảnh tốt nhất, đẹp nhất. Và bây giờ công việc của bạn đó chính là phải vượt qua 10 câu hỏi của chương trình trong vòng 60 giây. Bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. 60 giây dành cho nhà báo Nguyễn Thanh Tùng bắt đầu. Một loại kẹo được làm từ hạt của quả cacao. Bỏ qua. Tìm số hạng tiếp theo của dãy số 1357 3 chấm. 9. Chính xác, bạn chọn số. 24. KBS là kênh truyền hình của nước nào? Hàn Quốc. Chính xác. 34. Nhà soạn nhạc người Ba Lan nào được mệnh danh là nhà thơ của cây đàn piano? Chopin. Chính xác. 50. Mèo Oki trong bộ phim hoạt hình cùng tên có đức tính gì? Bỏ qua. Món bánh tráng nổi tiếng của tỉnh Tây Ninh? Tràng Bàng. Chính xác. 18. Trong bộ Tam Đa, sinh vật cảnh vạn tuế biểu tượng cho điều gì? Phúc Lục Thọ. Nó chỉ có một cái thôi, là gì? Thọ. Chính xác. 30. SEA Games 28 năm 2015 được tổ chức tại nước nào? Singapore. Chính xác. 40. Răng của trẻ em mọc lần đầu gọi là gì? Răng sữa. Chính xác. 20. Hoa 10 giờ có màu gì? Màu hồng. Chính xác, bạn chọn số? 10. Một loại kẹo được làm từ hạt của quả cacao. Vâng, như vậy là thưa quý vị và các bạn, 8 câu đã được trả lời trong vòng 10 câu hỏi đã được đọc. Đó là một trong những cái mốc mà cũng ít người có thể vượt được qua. Cảm ơn bạn, bạn có thể về chỗ. Vâng, phần thi rất xuất sắc của bạn Thanh Tùng đã khép lại. Giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của bạn Minh Trang. Xin mời Minh Trang. Minh Trang thân mến, với những gì mà bạn Thanh Tùng thể hiện thì giờ này đứng ở trên vị trí đấy thì cảm giác của bạn thế nào? Em khá là run ạ, mặc dù việc đứng trước ống kính máy quay là công việc hàng ngày của em, nhưng mà chưa bao giờ em lại ở vị trí một người chơi một game show như thế này. À, bây giờ bạn đang công tác tại đâu? Hiện giờ thì em đang công tác ở ban truyền hình đối ngoại, kênh VTV4, Đài truyền hình Việt Nam. Bạn là MC em... và biên tập viên luôn? Vâng, công việc của em là biên tập viên, MC, phóng viên, rồi tất cả những cái tin bài mình về mình cũng phải tự xử lý, cắt gọt, dựng lồng tiếng, biên tập phụ đề, dịch. Cái phòng em đang làm là phòng tiếng Anh, có nghĩa là biên tập tất cả các chương trình từ tin tức đến các chương trình chuyên mục đều bằng tiếng Anh. Vâng, có lẽ là bây giờ các biên tập viên, đặc biệt là những người làm ở những kênh truyền hình lớn thì họ rất giỏi. Trước đây thì có người biên tập, sau đó nhiều khi có người chỉ việc là phát thanh viên truyền hình thôi. Nhưng bây giờ thường thì vừa làm biên tập, vừa làm MC, lại vừa dịch lấy tin từ trên các trang mạng cũng như là các kênh thông tin ở các đài khác về. Thì đó là một công việc rất vất vả. Và điều này thì nó có làm ảnh hưởng tới gia đình cũng như cuộc sống riêng tư của Trang không? Báo chí thì khá là vất vả. Em đã từng làm một cái tin về 10 nghề nguy hiểm nhất trên thế giới, được nhiều các cái trang báo uy tín trên thế giới bình chọn. Thì trong đó có nghề báo chí. 10 nghề dễ làm cho phụ nữ muộn có chồng và có gia đình nhất cũng là nghề báo chí. Thế nhưng mà nếu em nghĩ có một cái tổng kết là những nghề nào thú vị nhất thì chắc chắn sẽ có nghề báo chí. Bởi vì như công việc của em, hàng ngày em luôn luôn được tiếp xúc với những con người mới, những nhân vật rất là thú vị. Rồi mình được lắng nghe những cái câu chuyện đời, chuyện nghề, những cái tâm sự mà thực ra nếu mình làm một ngành nghề khác mình sẽ rất là ít có cơ hội để tiếp xúc. Còn bây giờ, Minh Trang thân mến, cũng giống như Thanh Tùng, bạn sẽ phải vượt qua 10 câu hỏi của chúng tôi. Bạn đã sẵn lòng chưa? Em sẵn sàng nhưng mà chưa sẵn lòng lắm.
3, 2, 1, bắt đầu. Kẹo sô cô la nguyên chất không pha sữa có màu gì? Đen. Chính xác, bạn chọn số 5. Tìm số hạng tiếp theo của giấy số 2, 4, 6, 3 chấm 8. Chính xác. 16. Cartoon Network là kênh truyền hình chuyên phát sóng thể loại nào? Hoạt hình. Chính xác. 27. Quốc gia châu Á duy nhất nào có đường xích đạo chạy qua? Ấn Độ. Indonesia. Đối thủ của mèo Orky trong bộ phim hoạt hình cùng tên là con gì? Bỏ qua. Bánh tét được gói bằng lá gì? Lá chuối. Chính xác. 36. Trong bộ tam đa sinh vật cảnh, lộc vừng biểu tượng cho điều gì? May mắn. Chính xác. 47. Linh vật của SEA Games 28 là con gì? Bỏ qua. Loại răng nào không có chức năng gì trong hàm răng người? Răng nanh. Răng nanh để xé thịt, răng khôn. Hoa mướp có màu gì? Vàng. Chính xác. 32. Vâng, không còn giờ nữa. Bạn cảm thấy thế nào? Em không dùng răng nanh để xé thịt bao giờ nên em không biết. Loại răng mà thực ra nó mọc nhưng mà thỉnh thoảng nó lại đau một thời gian trong năm ấy thì người ta gọi là răng khôn. Em thấy răng khôn cũng có tác dụng cho các ông bác sĩ nha khoa đấy chứ ạ. Đấy là tác dụng với bác sĩ nha khoa chứ không tác dụng với người có răng. Và như vậy là bây giờ thì tôi muốn hỏi là Minh Trang, bạn cảm giác thế nào khi trải qua 60 giây? Em chưa bao giờ trải qua 60 giây là nó nhanh như thế này. Đúng không? Nó bị dồn dập nữa đúng không? Vâng. Và bạn cũng xử lý thông tin rất là nhanh. Cũng không phải cô gái nào đứng trên vòng 2 của chương trình Ai Trúng Số Độc Đắc cũng có thể trả lời được số câu hỏi cao đâu. Bạn cũng là một trong số những người khá là đặc biệt. Bạn rất là thông minh và bạn đã trả lời được 6 trong số 10 câu hỏi trong 60 giây của chúng tôi. Một mốc khá là tốt và xin chúc mừng bạn. Bạn có thể về chỗ với 6 quả bóng bay về kho bóng của mình. Giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với chàng trai có nhiều bóng nhất ở vòng 1, đó chính là Đức Nhã. Xin mời. Bạn Nhã thân mến, có lẽ chúng ta đã phải chờ rất lâu mới đến phần của bạn vì trong số 2 người đồng nghiệp của bạn tôi giao lưu khá nhiều. Và mục đích của tôi cái ngày hôm nay cũng là tôn vinh rất nhiều những nhà báo đã đến với chương trình. Và không chỉ những người đến với chương trình mà chúng tôi mong muốn là gửi tới những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả những người làm công tác báo chí. Và với những gì mà Minh Trang và Thanh Tùng thể hiện giờ phút này thì bạn có cảm giác gì không? Tôi cảm thấy hơi lo vì là cái điểm số của hai người cũng hơi vượt tôi khá là cao. Hơi thì cao. Bây giờ tôi sẽ phải chắc là phải cố gắng nhiều mới đuổi kịp và vượt lên như vòng 1. Và trong suốt quãng đời làm báo của mình thì bạn đã điều tra hoặc có thể theo những cái vụ án hoặc những câu chuyện nào đó mà làm cho bạn cảm thấy, bây giờ nghĩ lại mình cảm thấy ớn? Tôi làm rất là nhiều cái vụ điều tra, đặc biệt là các cái điều tra hiện tượng về khai thác khoáng sản. Thì trong đấy có một cái kỷ niệm mà tôi đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Đây là một lần vào năm 2011 thì tôi mới ra trường và đi làm được khoảng 2 năm. Thì lúc đấy thì tôi thực sự là chưa phải là một người mà có nhiều kinh nghiệm. Thì tôi lại đi làm một cái vụ điều tra về gỗ. Thì tôi đi theo lâm tặc vào trong từ cái đoạn đường chính ấy, đường mà có thể xe máy đi được chứ nói là đường chính thì hơi quá. Vào đến đấy là khoảng 13 cây là leo đá mà chỉ có một mình tôi và một cái máy ảnh. Như thế thì mọi thứ nó nói chung là tôi gần như tách biệt hoàn toàn, thì nói đến giờ mới nói là sống chết thì cũng chả biết thế nào. Thì sau đấy rồi là tôi lại làm chụp ảnh rồi cũng đóng giả là người mua gỗ tất, đến khi ra ngoài thì tôi lại phải đi xe máy khoảng 50 cây tách ra hoàn toàn khỏi cái khu vực đấy để mà viết bài. Thì cũng chia sẻ luôn là cái lật bài đấy của tôi thì lại may mắn là lại được giải báo chí quốc gia về cái hoạt động khai thác gỗ. Thì đấy là một cái kỷ niệm mà chắc là trong đời tôi chả bao giờ quên. Vâng. Và bây giờ bạn Nhã thân mến. Vâng. Bây giờ bạn đã sẵn sàng đến với 60 giây và 10 câu hỏi của chúng tôi chưa? Vâng, tôi sẵn sàng ạ. 60 giây dành cho bạn Đức Nhã, bắt đầu. Kẹo sô-cô-la nguyên chất có vị gì? Vị đắng. Chính xác. Bạn chọn số đi. Số 35. Tìm số hạng tiếp theo của giấy số 5, 10, 15, 2 chấm 20. Chính xác. Số 29. Cinemax là kênh truyền hình chuyên phát sóng thể loại chương trình gì? Phim hành động. Chính xác. 14. Vua hề Sắc Lơ là người nước nào? Người Anh. Chính xác. 15. Vợ của mèo Orky tên là gì? Chịu ạ.
chịu à? Không ạ, không biết, không biết. Có thể bỏ qua. Bỏ qua. Bánh gai được làm bằng gạo nếp hay gạo tẻ ạ? Bánh gai được làm từ gạo nếp ạ. Chính xác. 37. Trong bộ tam đa sinh vật cảnh, cây sung biểu tượng cho điều gì? Sung túc ạ. Chính xác. 4. Khuôn mặt linh vật SEA Games 28, sư tử Nina có hình gì? Có hình con sư tử. Trái tim. Một bộ răng sữa đầy đủ gồm bao nhiêu cái? 36 cái ạ. 20 cái. Hoa bầu có màu gì? Hoa bầu có màu vàng. Hoa bầu có màu trắng. Với những gì mà bạn Đức Nhã đã thể hiện trong vòng 60 giây thì phải nói là cũng hết sức là có nhiều cảm xúc ở phần thi này. Bạn đã trả lời được 6 câu hỏi của chúng tôi và bằng với số câu trả lời của Minh Trang, tôi nghĩ là bạn nên vui, không kém mà cũng vâng không hơn. Vâng, tất nhiên thì phải vui rồi ạ, vì vâng, cũng là cái thành quả của mình mà. Đúng rồi, bạn có thể về chỗ với vâng, 6 quả bóng quay về kho bóng. Chúc mừng bạn Đức Nhã. Vâng, phần này của cuộc thi ngày hôm nay có vẻ hơi dài vì những người chơi của chúng ta được chia sẻ rất là nhiều về lĩnh vực mà họ đang quan tâm cũng như là đang công tác. Hãy cùng xem số bóng của ba người chơi của chúng tôi có thay đổi hay không. Hiện nay thì Minh Trang đang sở hữu 8 quả bóng, Thanh Tùng đang sở hữu 9 quả và người nhiều bóng nhất vẫn là Đức Nhã mà đang sở hữu 10 quả bóng. Xin chúc mừng ba người chơi. Nào, giờ là lúc chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 3 của chương trình. Ở vòng này mọi người bấm chuông và trả lời, nhưng chỉ được một người trả lời mà thôi. Khi đã có một người bấm chuông rồi thì những người còn lại không còn quyền bấm chuông nữa. Và các bạn trả lời một câu trả lời đúng sẽ được nguyên cả một cột bóng. Hãy đặt tay lên chuông và lắng nghe câu hỏi đầu tiên trong vòng 3 này. 1. Loại quả vải chín sớm hơn bình thường có tên gọi là gì? Tu hú. Đây là một loại quả mà hạt nó to hơn và chua hơn các loại vải cùng loại. Đó chính là quả tu hú. Xin chúc mừng Thanh Tùng. Một cột bóng đầu tiên có tới 4 quả bóng đã về với nhà báo Nguyễn Thanh Tùng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Trong tập Bút ký Miếng ngon Hà Nội, nhà văn Vũ Bằng gọi món ăn nào là món quà căn bản? Mời Thanh Tùng. Phở bò. Và phở bò thì là một đáp án rất chính xác. Xin chúc mừng bạn Thanh Tùng. Nếu bình thường là phở cũng được. Như vậy là một cột bóng thứ hai đã về với bạn Thanh Tùng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Theo quan niệm của người xưa thì 4 nguyên tố tạo nên trời đất là gì? Mời Đức Nhã. 4 nguyên tố tạo nên trời đất đấy là kim, thủy, hỏa và thổ. Thế thì bạn phải nói lên là ngũ hành rồi, nó phải thiếu mộc. Đây là 4 nguyên tố tạo nên trời đất mà khi chọn kinh thành thì các bậc vua chúa ngày xưa người ta hay chọn. Đó chính là nước, lửa, đất và khí. Và với việc bấm chuông nhưng đáp án của Đức Nhã chưa chính xác, cột bóng thứ 3 này có 3 quả bóng đã không về với những người cùng chơi. Câu hỏi thứ 4 sẽ không được đọc lên nữa khi mà nó không còn quả bóng nào để lấy. Hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Đất nước Bắc Âu nào được gọi là vùng đất ngàn hồ? Xin mời Thanh Tùng. Phần Lan. Phần Lan. Phần Lan là một quốc gia, vâng, có rất nhiều sông hồ, ao hồ và được gọi là vùng đất của ngàn hồ. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng Thanh Tùng. Hai quả bóng. Câu hỏi số 6 như sau. Shadow là nghệ thuật thưởng thức gì của Nhật Bản? Mời Minh Trang. Trà đạo ạ. Đó là đáp án rất chính xác. Chúc mừng Minh Trang. Hãy cùng đến với câu hỏi số 7. Bức tượng Market Pit là biểu tượng của thành phố nào? Đây chính là bức tượng cậu bé đang đứng. Mời Đức Nhã. Stockholm ạ. Stockholm. Thụy Điển. Thụy Điển. Bức tượng này là một cậu bé mà đứng tè. Vâng. Và đó không phải là Stockholm mà đó chính là ở Brussels của Bỉ. Và với việc là bấm chuông nhưng mà đáp án của Đức Nhã chưa trùng với đáp án của chương trình, hãy đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 8 này cũng có đến 3 quả bóng. Các bạn chú ý, hoàn thiện câu ca dao sau. Bao giờ cho đến 3 chấm thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn? Mời Minh Trang. Bao giờ cho đến tháng 5?
thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn. Tháng 5 là đáp án rất chính xác. Chúc mừng Minh Trang. Phải nói là hôm nay là một cuộc chơi khá đặc biệt. Những người chơi của chúng tôi nói cũng nhiều không kém gì MC. Và chia sẻ rất nhiều điều. Không những thế họ còn lấy rất nhiều bóng của tôi. Chưa có một cuộc chơi nào mà nếu như cột bóng này được lấy đi thì tôi là người gần như trắng tay. Chỉ còn lại có 4 quả bóng. Các bạn lưu ý quả cột bóng cuối cùng này. Loại cá rô nổi tiếng của huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Vùng này còn nổi tiếng với chè lược, chè sánh và bánh gai tứ trụ. Đây là loại cá rô gì? Đấy, cá rô là đúng rồi, nhưng mà nó ở đâu thôi? Mời Đức Nhã. Cá rô đồng. Biết thế tôi gợi ý thêm cho bạn là cá rô, nhưng mà nó có hai từ nữa. Thực ra đây là một cái địa danh mà cũng ít người biết đến. Đây là loại cá rô nổi tiếng của huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nó được gọi là cá rô đầm sét. Và đây là một câu hỏi không phải ai cũng có thể dễ dàng trả lời được. Một câu hỏi khá khó. Và như vậy là vòng chơi này đã khép lại. Các bạn đã lấy khá nhiều bóng của tôi. Tôi chỉ còn lại có 8 quả bóng. Đây là một cuộc chơi khá đặc biệt. Giờ là lúc chúng ta kiểm tra xem số bóng của những người chơi ra sao. Hiện nay số bóng của bạn Đức Nhã là 10 quả. Số bóng của bạn Minh Trang là 13 quả. Và người nhiều bóng nhất trong cuộc chơi ngày hôm nay đó chính là bạn Thanh Tùng. Bạn đang có 19 quả bóng. Xin được chúc mừng cả 3 người chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào vòng 4 của chương trình. Ở vòng 4 này thì số bóng còn lại ít ỏi của tôi thì các bạn không lấy được nữa đâu. Nó là của tôi mất rồi. Các bạn sẽ phải lấy bóng của nhau thông qua việc trả lời nốt 10 câu hỏi cuối cùng của chương trình. Và 10 câu hỏi này thì chương trình sẽ dành cho các bạn một chủ đề. Chủ đề của chúng tôi trong vòng 4 này đó chính là chủ đề về báo chí. Đây cũng là chủ đề mà để cho các bạn sẽ có thể cân bằng được cuộc chơi tại đây. Vòng chơi này các bạn sẽ bấm chuông và trả lời. Nếu bấm chuông mà trả lời không đúng thì những người cùng chơi sẽ bấm chuông và trả lời, sẽ thậm chí sẽ lấy bóng từ người vừa bấm chuông. Hãy đặt tay lên chuông và lắng nghe câu hỏi đầu tiên. Trong báo chí, nhanh chóng, kịp thời, ngắn gọn, cô đọng, phản ánh cái mới là những đặc điểm chính của thể loại gì? Mời bạn Thanh Tùng. Tin tức. Đó là đáp án rất chính xác. Bây giờ việc đơn giản hơn là bạn lấy bóng từ ai? Tôi thì rất thích số 8 bởi vì là ngày sinh và tháng sinh của tôi. Vâng. Cho nên là tôi xin phép anh Đức Nhã là tôi lấy số 8. Không sao cả. Câu hỏi số 2 như sau. H2T là tên viết tắt của tờ báo nào dành cho lứa tuổi mới lớn? Bạn Thanh Tùng đã bấm chuông trước khi tôi đọc. Chính vì vậy là cơ hội sẽ còn lại với hai người cùng chơi. Bây giờ bạn cả Minh Trang và Đức Nhã bình tĩnh khi tôi đọc dứt câu hỏi, bấm chuông nhá. H2T là tên viết tắt của tờ báo nào dành cho lứa tuổi mới lớn? Xin mời Đức Nhã. Vâng, hoa học trò là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Bây giờ bạn có quyền lấy bóng. Tôi lấy số 50 ạ. Bạn xin lại số 50. Vâng, phải nói là bạn Đức Nhã là một người rất quyết liệt. Và phải nói là bạn cũng rất là nhanh. Mặc dù tôi biết rằng là cả Minh Trang và Đức Nhã đều đã có đáp án trong đầu. Tuy nhiên phải nói là cái tiếp điểm khi tiếp xúc với chuông thì bạn Đức Nhã là người nhanh hơn Minh Trang một chút. Hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Le Paria là tên gọi khác của tờ báo nào? Bình tĩnh, trời ơi. Đức Nhã đã tự biết mình phạm luật. Bây giờ chỉ còn lại Minh Trang và Thanh Tùng. Le Paria là tên gọi khác của tờ báo nào do Nguyễn Ái Quốc sáng lập? Mời Thanh Tùng. Người cùng khổ. Báo Người cùng khổ là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Bạn lấy bóng từ ai? Tôi xin phép lấy một bóng của bạn Minh Trang là số 27. Câu hỏi số 4 như sau. Một thể loại báo chí thường là để ghi lại chân thật một câu chuyện hay một sự vật hiện tượng từ một chuyến đi nào đó của tác giả gọi là gì? Mời Đức Nhã. Ký sự. Ký sự. Ký sự hay gọi là bút ký cũng được. Vâng. Vâng, đáp án này chương trình có thể chấp nhận được. Chúc mừng bạn. Hãy đến với câu hỏi số 5.
trong truyền hình Breaking News nghĩa là gì? Mời Minh Trang. Tin nóng ạ. Tin nóng hay tin tức nổi bật cũng được. Đó là đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn. Tôi muốn lấy số 41 ạ. 41 của anh Tùng ạ. Hãy cùng đến với câu hỏi tiếp sau. Đó chính là câu hỏi số 6. Master of Ceremony là từ tiếng Anh chỉ người làm nghề gì? Mời Thanh Tùng. Người dẫn chương trình. Là chính là MC. Đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Bây giờ bạn lấy bóng từ ai? Tôi muốn lấy số 6 của bạn Nhã. Câu 7 như sau. Thông tin bằng lời nói cùng với tiếng động và âm nhạc thuộc loại hình báo gì? Mời Đức Nhã. Báo tiếng ạ. Báo tiếng tức là báo nói. Chúc mừng Đức Nhã. Tôi lấy số 48. Hôm nay khá là căng thẳng. Câu số 8 như sau. Báo điện tử đầu tiên nào ở Việt Nam không có phiên bản báo giấy? Bạn Thanh Tùng lại phạm quy khi mà tôi chưa kết thúc câu hỏi. Bây giờ chỉ còn lại Minh Trang và Đức Nhã. Hãy chú ý. Báo điện tử đầu tiên nào ở Việt Nam không có phiên bản báo giấy? Mời Minh Trang. VN Express. VN Express, đó là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Minh Trang. Tôi muốn lấy số 10 ạ. Số 10 của bạn Thanh Tùng. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 9. Đây là một giải thưởng âm nhạc khá uy tín do báo Thể thao Văn hóa tổ chức. Mời Minh Trang. Giải Cống Hiến ạ. Đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Minh Trang. Tôi xin được lấy số 29 ạ. 29. Chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Có thể nói là những người chơi của chúng tôi ở phần này họ hoàn toàn ngang ngửa nhau về sự hiểu biết và kiến thức, bởi vì đây khá là những kiến thức mang tính chất chuyên ngành. Hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Tờ báo Chào Phúng Châm Biếm nào của Việt Nam có nhân vật là hai cụ nào? Nào, mời Thanh Tùng. Tuổi Trẻ Cười. Tuổi Trẻ Cười. Và đó là nhân vật trong những bức tranh biếm họa. Và đáp án của bạn rất chính xác. Chúc mừng Thanh Tùng. Bây giờ bạn lấy bóng. Tôi lấy số 48. Lấy lại số 48. Như vậy là 10 câu hỏi ở vòng 4 này đã trôi qua rất nhanh và không kém phần quyết liệt và căng thẳng. Giờ là lúc chúng ta cùng điểm lại số bóng của những người chơi xem như thế nào. Hiện nay bạn Đức Nhã đã tụt xuống còn 9 quả bóng. Minh Trang đã vươn lên 15 quả. Thanh Tùng cũng đã giảm xuống chỉ còn lại 18 quả bóng. Xin chúc mừng ba người chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng cuối cùng mà ba người chơi chờ đợi, đó là vòng quay bóng. Tôi sẽ quay ra 5 quả bóng. Nếu trùng 5 quả thì các bạn lĩnh 100 triệu. Trùng 3 quả thì lĩnh 30 triệu. Nếu cảm thấy cơ hội ít quá thì ta hãy chọn cách chơi là quả bóng vàng. Cứ một quả bóng ở đây quay ra trùng với kho bóng của các bạn sẽ được 2 triệu đồng. Nếu không thích chơi nữa, dừng cuộc chơi, quy đổi thành tiền thì Đức Nhã sẽ ra về 1 triệu 8, Minh Trang ra về với 3 triệu và Thanh Tùng ra về với 3 triệu 6. Giờ là lúc hãy cho tôi biết cách chơi của các bạn. Minh Trang, bạn chọn cách chơi thế nào? Em chọn cách chơi lấy giải độc đắc ạ. Thanh Tùng, bạn chọn cách chơi thế nào? Tôi cũng chọn cách chơi lấy giải độc đắc. Đức Nhã, bạn chọn cách chơi? Tôi chọn cách chơi lấy giải độc đắc. Vâng, xin chúc mừng ba người chơi đã có chọn được cách chơi của mình. Còn bây giờ tôi sẽ quay ra quả bóng đầu tiên này, nó sẽ là màu gì? Lần đầu tiên trong game show này tôi là người có ít bóng nhất trong chương trình. Quả bóng đầu tiên được quay ra, đó chính là quả bóng màu đỏ. Tôi có 2 quả màu đỏ, bạn Đức Nhã có 1 quả màu đỏ, Minh Trang có 3 quả và Thanh Tùng có 4 quả. Vậy là cơ hội rất rõ ràng dành cho Thanh Tùng và Minh Trang. Tôi và Đức Nhã ít hơn. Và đây là một quả bóng, số của nó là số trắng. Đức Nhã có cơ hội, Minh Trang có cơ hội và bạn Tùng là người có cơ hội nhiều hơn cả. Bạn có 3 quả ô chắn, tức là 2, 6 và 8. Tôi không có cơ hội. Chắc các bạn muốn biết quả bóng đầu tiên nó là số mấy. Xin được chúc mừng người đàn ông có nhiều bóng nhất, bạn Thanh Tùng, đây là quả số 6. Chúng ta sẽ quay xem quả số 2 này sẽ thuộc quả bóng của ai.
Quả bóng thứ hai đã được quay ra, đây là một quả bóng màu xanh nước biển. Tôi có hai quả bóng màu xanh nước biển, cũng bằng cơ hội với Đức Nhã. Minh Trang có 3 cơ hội và Thanh Tùng, bạn cũng có 3 cơ hội. Quả bóng màu xanh này tôi không có cơ hội vì đây không phải quả lẻ. Đức Nhã có 1 cơ hội, Minh Trang có 2 cơ hội và cơ hội dành cho Thanh Tùng cũng bằng với Đức Nhã. Bạn chỉ có 1 cơ hội mà thôi. 14, 16, 18 hay 20? Có lẽ quy luật luôn luôn đúng. Người nhiều bóng sẽ là người có nhiều cơ hội. Xin được chúc mừng Thanh Tùng. Đây là số 20. Phải nói Thanh Tùng là người ngập tràn có cơ hội trở thành người trúng số độc đắc. Lúc này bạn đang thẳng tiến trên con đường có thể chinh phục 100 triệu của chương trình. Quả bóng thứ 3 đã được quay ra. Quả bóng này là một trong những quả bóng màu hồng. Tôi có mỗi một quả 39. Đức Nhã có 33, 35, 37. Minh Trang 32, 36, 38. 31, 34, 40. Bây giờ tôi có một sự lựa chọn nữa dành cho ba người chơi. Cơ hội đến với Thanh Tùng là rất cao. Bạn cho tôi biết, trước khi tôi công bố quả bóng này là số bao nhiêu, thì tôi muốn hỏi bạn Đức Nhã, cơ hội của bạn không cao, bạn có muốn đi tiếp hay dừng cuộc chơi tại đây? Tôi hết cơ hội rồi ạ. Cho nên là cái khả năng trúng của tôi là chắc chắn là không có, gần như là 100%. Cho nên tôi dừng lại. Vậy là bạn Đức Nhã sẽ ra về với một phần quà của chương trình trị giá 1.8 triệu. Còn Minh Trang thì sao? Thú thật là từ bé đến giờ em mua sổ số ủng hộ cho nhà trường không dưới 10 lần, nhưng mà chưa có lần nào trúng kể cả 50.000 như các bạn khác ở trong lớp. Nên là tự bản thân em thấy cũng không có may mắn lắm với những cái lúc cần sự may mắn. Là em khá là phân vân. Quyết định cuối cùng là gì? Nào, quyết định cuối cùng của Minh Trang là đi tiếp hay dừng lại? Em đi tiếp à? Bạn đi tiếp. Bởi vì khi tôi công bố quả bóng này, tức là bạn không còn sự lựa chọn nào nữa. Trước khi tôi thông báo quả bóng này số bao nhiêu, bạn Tùng, bạn nói với tôi là dừng lại hay đi tiếp? Phải nói rằng là Minh Trang là một cô gái rất là can đảm và rất là thích mạo hiểm, đúng không ạ? Phải nói là về mặt cơ hội thì rõ ràng là tôi đang có cơ hội lớn hơn. Chắc chắn là tôi không thể dừng được rồi. Tôi sẽ chơi đến cùng. Và lúc này tôi sẽ không thông báo nó là đưa trắng hay đưa lẻ nữa. Và tôi muốn để cho Minh Trang sẽ mở quả bóng này. Với Thanh Tùng thì bạn là người rất dũng cảm, đúng không? Dù cơ hội không còn nhiều nhưng vẫn đi. Thanh Tùng sẽ hỏi em. Bạn là người nào? 37 ạ? 37. Đức Nhã. Anh Đức Nhã. Đó là của Đức Nhã. 37 thì lại thuộc về kho bóng và sự may mắn của Đức Nhã, người đã dừng cuộc chơi để lấy một phần quà của chương trình. Như vậy thì Minh Trang không còn cơ hội nữa. Cơ hội còn lại hai quả bóng này thuộc về Thanh Tùng. Quả bóng màu đỏ đã được quay ra. Tôi có hai quả màu đỏ. Nhã có 1 quả. Minh Trang có 3 quả. Thanh Tùng có 3 quả. Nếu quả này màu đỏ thuộc về Thanh Tùng thì nghiêm nhiên bạn có 30 triệu. Còn Minh Trang hay Đức Nhã thì đều không có ý nghĩa nữa. Và Đức Nhã thân mến, dù bạn đã dừng cuộc chơi, bạn là người duy nhất đến bây giờ cầm chắc một phần thưởng. Bạn muốn quả bóng màu đỏ này nó là kho bóng của bạn hay của ai? Tôi thì tôi linh cảm là số 8 của anh Tùng. Còn Minh Trang?
Em cũng hy vọng nó là một trong số 3 số bóng còn lại của anh Tùng. Tức là chỉ là số 2, 7, 8. 2, số 7, số 8. Nhưng nếu nó là trong kho bóng của bạn thì sao? Cũng chẳng làm sao đúng không? Thì nó là chuyện của bình thường đúng không? Sẽ ít hơn một tẹo. Nào, hãy cùng xem quả bóng này là số mấy. Chúc mừng Minh Trang. Nó là quả bóng may mắn của bạn. Đó chính là số 1. Thanh Tùng thân mến, tôi cho bạn một cơ hội. Bạn tự tay bấm xem mình có mang lại may mắn cho chính mình hay không. Mời bạn lên đây. Bốn quả tôi quay ra thì có hai quả đã mang lại may mắn cho bạn rồi. Bây giờ bạn hãy bấm một quả xem là quả cuối cùng này nó có thuộc về bạn hay không. Bạn bấm vào đây. Giờ bạn có thể quay ra và bạn nói với tôi rằng là bạn mong ước nó là số bao nhiêu trong ngần kia quả bóng của bạn. Tôi cũng giống anh Nhã là tôi muốn số 8. Bạn thích số 8? Tức là bạn thích màu đỏ. Vâng, bởi vì số 8 cũng là con số mà ưa thích của tôi. Vâng, chắc là bạn Nhã với bạn Minh Trang cũng cùng chung một suy nghĩ là quả bóng cuối cùng này mong muốn nó sẽ nằm trong kho bóng của bạn Thanh Tùng đúng không ạ? Dường như quả bóng này cũng là một trong những quả bóng rất là khó khăn, quay rất lâu. Và bây giờ chính là quả bóng màu hồng. Quả bóng màu hồng tôi có một quả. Đức Nhã có 2 quả. Minh Trang có 3 quả. Bạn có 3 quả. Và lúc này bạn nghĩ xem nó là quả số bao nhiêu. Bạn hãy nhắm mắt lại và nói ước xem nó là số mấy, nó của bạn hay của ai. Tôi nghĩ rằng đây là số 31. 31, vâng. 31. Nào. 3, mấy? 39. 39. Vâng, 39 tức là số của chương trình. Tôi là người có ít cơ hội nhất. Và hôm nay tôi cũng có được một sự may mắn. Hôm nay các bạn đều xuất sắc. Và người duy nhất trong cuộc chơi ngày hôm nay ra về có quà đó là Đức Nhã. Xin cảm ơn Thanh Tùng, cảm ơn Minh Trang và cảm ơn Đức Nhã. Chúc các bạn lúc nào cũng thành công trong sự nghiệp của mình và luôn luôn mang đến những điều mới, những điều hay, những điều mà khán giả đang chờ đợi ở các bạn. Xin chúc các bạn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.